Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi Phong thủy may mắn. Quý vị thân mến, theo quan điểm của thế giới tâm linh, việc treo tranh phong thủy trong phòng khách không những đẹp mắt mà còn mang nhiều may mắn về tài lộc, thu hút vượng khí cho căn nhà của bạn. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách chọn tranh phong thủy phù hợp. Nếu không cẩn thận sẽ treo nhầm phải những bức tranh xấu, mang lại điểm xui xẻo, hút hết tài lộc và may mắn của cả gia đình, khiến cho thần tài bỏ đi, gia đình điêu đứng. Dưới đây là những bức tranh cấm kỵ tuyệt đối không nên treo trong phòng khách. Cần tuyệt đối lưu ý để tránh được những sai lầm đáng tiếc. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Treo tranh con giáp trùng tuổi với gia chủ. Nhiều người hiện nay thường có thói quen treo tranh con giáp trùng với tuổi của bản thân vì nghĩ sẽ mang lại nhiều may mắn. Tuy nhiên, điều này không nên vì con giáp của gia chủ cùng con giáp của tranh có thể hình thành tương xung, tương hình và tương hạn. Khi treo tranh phong thủy về con giáp cần tuân thủ theo hai quy tắc sau. Nguyên tắc thứ nhất, tam hợp tương sinh. Sự kết hợp của 3 con giáp trong 12 con giáp sẽ mang lại may mắn. Có 4 cặp kết hợp lần lượt là Hợi, Mão, Mùi, Dần, Ngọ, Tuất, Tỵ, Dậu, Sửu, Thân, Tý, Thìn. Như vậy, nếu gia chủ cầm tinh con ngựa thì trong nhà có thể treo những bức tranh về chó hoặc hổ. Nguyên tắc thứ hai lục hợp tương hợp, đó là 6 nhóm quý nhân. Trong mỗi nhóm có 2 tuổi hỗ trợ cho nhau lần lượt như sau: Tý, Sửu, Dần, Hợi, Mão, Tuất, Thìn, Dậu, Tỵ, Thân, Ngọ, Mùi. Tranh có thú dữ, sát khí, dân gian thường dùng những con vật dũng mãnh như hùm beo, sư tử, rồng, ưng để thể hiện sức mạnh của người quân tử. Tuy nhiên thì việc có những bức tranh về thú dữ trong nhà cũng như là các loại đao kiếm là không nên vì chúng thường mang theo sát khí, sự hung dữ, gây điều hư, thậm chí dễ gây ra họa sát thân. Thay vào đó, đối với tranh ảnh phong thủy khuyến khích nên chọn những tranh có hình tượng chim hạc, sơn thủy, cá chép, hoa mẫu đơn làm tranh treo tường của công ty. Đây là những linh vật biểu tượng cho sự thịnh vượng phú quý để cầu tài cầu lộc. Gia chủ nên treo những bức tranh sơn thủy, chim hạc, phượng hoàng biểu tượng cho sự cát tường, thịnh vượng. Không nên treo những hình thú dữ, binh khí sẽ làm ảnh hưởng không tốt đến mọi người. Đặc biệt, nếu gia chủ muốn treo hình hổ, rồng, ngựa, chim ưng thì nên chú ý hướng đầu chúng ra ngoài để phòng không bị chúng uy hiếp. Treo tranh rồng, hổ, ngựa sai cách. Theo phong thủy thì rồng, hổ, ngựa là 3 loài vật có sức mạnh nhất trong 12 con giáp. Vì vậy, nếu treo tranh của 3 con giáp này đúng cách sẽ mang lại nhiều tài lộc và vượng khí cho gia chủ. Ngược lại, nếu treo không đúng cách, phạm phong thủy sẽ khiến gia đình gặp phải nhiều xui xẻo trong cuộc sống. Theo quan niệm của phong thủy cũng như là người Á Đông, rồng được xem là vật tổ linh thiêng, là biểu tượng cho sự thịnh vượng sung túc. Khi treo tranh có hình rồng cần chú ý để phần đầu rồng hướng vào bên trong nhà với ý nghĩa vái chào tổ tiên. Nếu để phần đầu rồng hướng ra ngoài thì có nghĩa là long tâm chạy hết ra ngoài. Không nên treo quá 5 bức tranh rồng trong nhà bởi sẽ tạo ra quá nhiều năng lượng, dễ khiến cho tâm lý con người bị kích động, bồn chồn, khó thư giãn. Tranh con hổ được coi là biểu tượng nhằm xua đuổi những điều bất hạnh như ma quỷ, lửa hoặc là trộm cướp. Tuy nhiên, nếu treo tranh hổ mà đầu hổ hướng vào trong nhà thì điều đó ám chỉ hổ đang chuẩn bị săn mồi, rất dễ khiến cho gia chủ gặp phải đại họa sát thân. Gia chủ nên chọn tranh có đầu hổ hướng ra ngoài nhà hoặc là cửa chính. Tranh con ngựa tượng trưng cho nhân tố thứ 5 cho phong thủy là lửa. Do chứa nhiều năng lượng dương nên sẽ làm tăng vận may, mang tới danh tiếng địa vị cho gia chủ. Với những gia đình kinh doanh không nên treo tranh chỉ có một con ngựa vì điều đó ngụ ý việc bị mất phương hướng, đơn phương độc mã trong việc làm ăn, không được các nhân viên ủng hộ. Nhiều gia đình thường chọn treo những bức tranh ngựa phi nước đại diện cho mong muốn tăng tốc tiền tài địa vị. Tuy nhiên nên tránh tranh vẽ nhiều con ngựa chạy phi nước đại về phía ngược nhau vì điều đó ám chỉ xung đột giữa các thành viên trong gia đình. Không treo tranh người quá cố lên tường. Tốt nhất không nên treo một bức chân dung của người thân đã mất lên tường, đặc biệt là ở một nơi dễ thấy như là phòng khách. Nơi này là nơi mọi người trong gia đình di chuyển qua lại nhiều và vô tình nó khiến cho không khí trong căn nhà trở nên ngột ngạt, dễ dàng ảnh hưởng tới tài sản của gia đình, đặc biệt là sự nghiệp và chuyện tiền bạc. Nếu muốn thờ cúng tại nhà tốt nhất thì bạn nên chọn một nơi riêng tư, yên tĩnh để đặt ban thờ và di ảnh. Nó cũng là một cách để thể hiện sự tôn trọng đối với người đã mất.
Tranh có màu sắc tối tăm, ảm đạm hoặc là quá tươi sáng, loè loẹt. Bảng màu tự nhiên rất là đa dạng các sắc màu. Sở dĩ cá nhân mỗi người lại khác nhau, có người thì thích những gam màu tối đơn giản như là đen, trắng, nâu be, có người lại thiên về những màu sắc sặc sỡ như là da cam, vàng, xanh, chuối. Tuy nhiên, đối với việc chọn tranh treo tường ở công ty, bạn phải tạm gạt qua sở thích đó, bởi vì treo tranh có màu sắc tăm tối ảm đạm hoặc quá là tươi sáng loè loẹt là điều vô cùng cấm kỵ trong phong thủy. Bởi người xưa quan niệm rằng những bức tranh có khung cảnh quá là tiêu điều, màu sắc tối tăm sẽ tạo nên cảm giác buồn bã, mang đến sự mệt mỏi, thiếu sức sống và biểu trưng cho những điều không may. Ngược lại, những bức tranh quá loè loẹt hoặc là có màu sắc nổi bật thường sẽ khiến cho người mệt mỏi khi ngắm nhìn, thậm chí là hút hết sinh khí và những năng lượng tích cực trong không gian sống. Tranh bị nứt vỡ hình thù nhiều sắc cạnh. Tranh treo tường bị nứt vỡ đại diện cho cái chết và sự tụt lùi, do đó gia chủ không nên treo những bức tranh có dấu hiệu không lành lặn như vậy. Khi phát hiện tranh treo bị nứt vỡ, nên tháo xuống và thay thế bằng bức tranh khác. Tai họa bất thình lình ập tới nếu treo tranh tường theo cách này. Không nên treo tranh có nội dung nứt vỡ, gia chủ cũng không nên chọn tranh treo tường có góc nhọn hay là những hình thù có nhiều sắc cạnh để gây nhiều bất lợi và rối loạn luồng khí tốt khi di chuyển vào nhà. Tranh tương khắc trong phong thủy ngũ hành. Phong thủy ngũ hành tồn tại 3 mối quan hệ chính là tương sinh, tương hợp và tương khắc. Đối với tranh ảnh nghệ thuật trang trí trong gia đình, những người thầy phong thủy lành nghề thường khuyến khích gia chủ chọn những bức tranh thuận theo ngũ hành tương sinh và tương hợp với mệnh ngũ hành của mình. Phong thủy quan niệm rằng những ngũ hành trong mối quan hệ tương sinh, tương hợp sẽ hỗ trợ nhau rất tốt trong công việc, cuộc sống, tạo nên may mắn, thịnh vượng, tài lộc và giữ gìn hạnh phúc, không khí đầm ấm của gia đình. Ngược lại, những ngũ hành tương khắc nhau sẽ tạo nên xung đột hoặc là những xui xẻo không đáng có, ngăn cản đường công danh sự nghiệp của gia chủ và các thành viên trong gia đình. Bên cạnh giá trị về nghệ thuật, những bức tranh treo tường phòng khách cổ điển còn mang nhiều ý nghĩa tinh thần trong phong thủy. Vì vậy, để có thể lựa chọn được một bức phù điêu đẹp, bạn nên tìm hiểu thật kỹ càng và chi tiết đặc điểm của từng dòng tranh cũng như là nghiên cứu mối quan hệ tương quan theo ngũ hành. Tranh có rừng và dòng suối chảy hướng ra ngoài. Nếu bức tranh cảnh rừng có dòng suối chảy ôn hòa, cây cối tươi mát là báo hiệu của sự may mắn, cuộc sống hưng thịnh, mạnh khỏe, bình an. Thế nhưng, nếu treo sai hướng để dòng suối chảy ra phía ngoài nhà, tức là điềm báo về sự thất thoát tài lộc, xui xẻo sẽ đeo bám quanh năm. Tranh có dòng suối và rừng vốn mang lại sự mát dịu cho phòng khách, tuy nhiên thì gia chủ cần chú ý hướng treo, đặc biệt không nên treo theo hướng dòng suối chảy ra ngoài. Tranh có đầu hươu, tuần lộc, hướng ra ngoài. Đây chính là một trong những bức tranh không nên treo trong phòng khách, bởi treo tranh đầu hươu tuần lộc nếu được treo quay vào trong nhà thì sẽ mang ý nghĩa lộc vào nhà. Nhưng nếu đem treo chính giữa phòng khách đối diện với cửa chính, nghĩa là đầu hươu quay ra ngoài cửa, lúc này mang lại ý nghĩa của cải lộc lá, chẳng mấy mà mất hết. Tranh có đàn ngựa chạy, treo mã đáo thành công là tranh tuấn mã, mang ý nghĩa tương trợ cho gia chủ thăng quan tiến chức. Tuy nhiên thì tranh này không nên treo ở phía nam vì sẽ khiến những người trong gia đình dễ bị bệnh đau ốm. Ngoài ra thì gia chủ cầm tinh con chuột và trâu thì không nên treo tranh có hình ngựa trong nhà. Tranh bắt mã 8 con ngựa của danh họa Trung Hoa Từ Bi Hồng là tranh cắt tường mang điều tốt đẹp may mắn, nhưng chỉ nên treo trong trường hợp trong nhà có người bắt đầu lập nghiệp. Còn sau khi sự lập nghiệp đã xong thì phải tháo xuống, không nên treo, bởi nó mang ý nghĩa rằng gia chủ sẽ phải suốt đời chạy đôn chạy đáo. Những điều cấm kỵ treo tranh trong nhà. Điều cấm kỵ khi treo tranh trong bếp. Không nên đặt tranh ở những nơi bị ảnh hưởng trực tiếp bởi ánh nắng mặt trời như cửa sổ. Đồng thời nên tránh đặt tranh ở nơi có nhiệt độ cao như lò vi sóng, bếp nấu. Điều này vừa ảnh hưởng đến chất lượng của tranh, vừa làm không gian phòng bếp trở nên thiếu logic. Bên cạnh đó thì khi đặt trong phòng bếp cần lưu ý. Không treo bức tranh quá cao vì sẽ khiến cho chúng lạc lõng với bố cục gồm nhiều đồ nấu bếp xung quanh. Không chọn tranh quá tương phản với không gian phòng bếp sẽ gây ức chế cho người nấu ăn. Nếu ưu tiên tranh tĩnh vật, hoa quả tươi, giỏ trái cây. Những điều cấm kỵ khi treo tranh trong phòng khách.
Trong phòng khách thì gia chủ không nên treo tranh có hình binh khí, hình thú dữ. Những hình này sẽ ảnh hưởng không tốt đến không gian phòng khách. Nếu gia chủ vẫn muốn treo tranh hình ngựa, hổ thì nên đặt ở vị trí hướng đầu ra ngoài. Không chỉ có vậy, khu treo tranh trong phòng khách gia chủ cần chú ý. Không chọn tranh có màu sắc ảm đạm, không dùng tranh quá sắc sỡ, chọn khung tranh phù hợp với ngũ hành. Những điều cấm kỵ khi treo tranh trong phòng thờ: không được để tranh trong phòng thờ bị bẩn hoặc là có vết rách. Nếu thấy bẩn, gia chủ cần sửa chữa bức tranh càng sớm càng tốt để không gây ảnh hưởng đến vượng khí trong nhà. Bên cạnh đó thì gia chủ cần phải lưu ý, phải giữ gìn tranh thờ cẩn thận, tốt nhất nên bảo quản trong khung kính. Nếu tranh thờ bị rách nên mang vào chùa cúng, sau đó hóa theo vàng hương. Không cất hoặc là cuộn tranh thờ trong ngăn kéo tủ. Những điều cấm kỵ khi treo tranh trong phòng ngủ người lớn: treo tranh trong phòng ngủ người lớn dù mang dấu ấn cá nhân nhưng vẫn cần tuân theo nguyên tắc như sau. Nên treo những bức tranh có đôi có cặp như là thiên nga, ngẫm. Tránh treo tranh minh họa, vật thể đơn lẻ. Không đặt tranh thờ trong phòng ngủ. Những điều cấm kỵ khi treo tranh trong phòng ngủ trẻ em: nhiều gia đình thích trang trí đám mây ở phòng ngủ của trẻ em, tuy nhiên dù là tranh treo tường hay là hình vẽ trên trần nhà thì đây cũng là hình ảnh mang tính kìm hãm không tốt. Ngoài ra, còn những hình ảnh nên tránh khi trang trí phòng ngủ cho trẻ em, cụ thể như không nên treo tranh có hình vật con dữ tợn, không treo các bức ảnh có nước, đại dương trong phòng ngủ của trẻ em vì chúng khiến cho trẻ mất tập trung khi học tập, không treo tranh ở đầu giường trẻ, có thể làm trẻ khó ngủ. Những điều cấm kỵ khác khi treo tranh bạn cần phải lưu ý: treo quá nhiều tranh trong nhà sẽ làm xáo trộn và cản trở dòng khí tốt lưu thông. Không nên dùng tranh để che khuyết điểm của tường. Nếu tường bị trầy xước, bạn nên dùng giấy dán tường thay vì dùng tranh treo tường. Không nên treo tranh bằng gỗ ở nơi có ánh nắng trực tiếp hoặc là độ ẩm cao. Không nên vẽ trực tiếp tranh phong thủy lên tường. Không nên gắn tranh đá trong nhà, nên ưu tiên tranh có chất liệu bền đẹp, lau chùi dễ. Quý vị thân mến, tranh phong thủy là loại tranh vừa mang lại vẻ đẹp ấn tượng cho ngôi nhà, vừa giúp cho gia chủ gặp nhiều may mắn, công danh sự nghiệp thăng tiến, hóa giải nhiều xui xẻo. Tuy nhiên, việc lựa chọn được một bức tranh đẹp và thuận phong thủy còn tùy thuộc vào sở thích của gia chủ, cung mệnh cũng như là tiêu chí thẩm mỹ của từng người. Trong phần tiếp theo này của chương trình, phong thủy may mắn sẽ gợi ý cho các bạn một số bức tranh đẹp và giàu ý nghĩa trong phong thủy. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi. Tranh sơn thủy. Hiện nay có rất nhiều tranh phong thủy mang nhiều nội dung và hàm ý, chứa các ý nghĩa khác nhau, nhưng bức tranh sơn thủy vẫn luôn là chủ đề được mọi người ưa thích. Nhắc đến tranh sơn thủy thì hai yếu tố không thể thiếu trong bức tranh đó chính là nước và núi. Tranh sơn thủy phác họa lại khung cảnh thiên nhiên vẻ đẹp của những ngọn núi non nước và cây cối xanh mướt, cũng như là những dòng sông thơ mộng. Tuy đơn giản nhưng lại đậm chất phong thủy, núi rừng thể hiện sự vững chắc, nước chảy thể hiện sự bình an, cũng là dấu hiệu của tài lộc. Nước chảy quanh thế núi vững vàng với ý nghĩa giúp cho gia chủ luôn vững vàng về tài sản, tiền bạc không lo cạn kiệt và cũng chẳng lo thất thoát. Không phải ngẫu nhiên mà tranh sơn thủy phong cảnh hữu tình được nhiều người yêu thích nhất trong thế giới tranh phong thủy. Tranh hoa mẫu đơn. Hoa mẫu đơn từ lâu đã được xem như là bà chúa của các loài hoa, bởi dưới thời đại phong kiến ở Trung Quốc, hoa mẫu đơn chỉ được trồng trong vườn thượng uyển của vua. Dân thường trồng sẽ bị đem đi chém đầu, do đó hoa mẫu đơn được xem là hiện thân của quyền lực và giàu sang. Chính vì thế, ngày nay người ta treo tranh hoa mẫu đơn trong nhà với mong muốn có được cuộc sống giàu có, phú quý, đong đầy. Không chỉ đại diện cho cuộc sống vương giả, trong quan niệm phong thủy của người Nhật, hoa mẫu đơn còn tượng trưng cho tình yêu son sắt, thủy chung, cho hôn nhân hạnh phúc. Vị trí treo tranh hoa mẫu đơn trong nhà hợp phong thủy. Nếu bạn còn độc thân thì tranh hoa mẫu đơn nên treo ở phòng ngủ. Hợp lý nhất là bạn nên chọn tranh hai bông hoa mẫu đơn đang đua nhau khoe sắc và treo ở cung tình duyên. Đây sẽ là một dạng pháp khí cực mạnh kích hoạt cung tình duyên của bạn, giúp gia tăng cơ hội gặp người khác phái lên gấp bội lần. Đồng thời thì sẽ thúc đẩy những mối nhân duyên tốt phát triển. Đối với những bạn đã lập gia đình thì tranh hoa mẫu đơn nên treo ở phòng khách theo hướng nhân duyên, hướng nhà phù hợp với bạn và hướng hoa mẫu đơn theo hướng dẫn ở trên. Cũng có thể treo tại hướng Tây Nam vì đây là vị trí của cung hôn nhân nói chung.
Treo tranh hoa mẫu đơn đúng hướng sẽ mang đến vận khí tốt lành cho gia chủ và các thành viên trong nhà, cuộc sống gia đình sẽ tràn ngập niềm vui hạnh phúc. Bạn có thể xem thêm bài tranh phong thủy phòng khách để hiểu rõ hơn về tranh mẫu đơn. Với chủ nhân có ước nguyện nhiều điều may mắn cho sự nghiệp thì nên treo tranh hoa mẫu đơn 8 hoặc là 9 bông trong phòng khách phía đông bắc. Tuy nhiên, bạn cần hết sức lưu ý, người nào đã kết hôn thì tuyệt đối không dùng tranh hoa mẫu đơn trang trí phòng ngủ. Điều này có thể là nguyên nhân gây ra nhiều rắc rối không lường trước được giữa hai vợ chồng. Hơn nữa thì hành động này cũng sẽ thúc đẩy dục vọng ở người đàn ông, khiến cho người chồng dễ nảy sinh mối quan hệ ngoài luồng. Tranh cá chép. Trong truyền thuyết thường có câu chuyện cá chép vượt vũ môn hóa rồng, vì thế cá chép được coi là như rồng, một con vật linh thiêng cao quý. Chính vì vậy, theo quan niệm phương Đông, cá chép là biểu tượng của sự kiên trì, bền chí, mang đến sức khỏe và tài lộc, luôn sẵn sàng đối mặt với những thử thách và đau đớn để đạt được ước mơ. Trong đường quan lộ, cá chép chính là biểu tượng cho sự thuận buồm xuôi gió trong công việc, thăng tiến trong sự nghiệp và công danh. Trong làm ăn buôn bán và kinh doanh thì cá chép đại diện cho thủy khí tức, sẽ mang đến sức mạnh, lòng dũng cảm, nguồn tài lộc dồi dào. Chính những ý nghĩa trên, cá chép được biết đến như là một loài pháp khí được kích tài lộc và công danh. Bởi vậy, mọi người luôn lựa chọn tranh cá chép gỗ đẹp, tranh sơn dầu, tranh thêu chữ thập, tranh dáng tường, tranh đá quý cá chép làm quà biếu cho người thân, đối tác, bạn bè, sự kiện, nhằm kích hoạt tài vận và tài lộc cho những người làm kinh doanh thành đạt, kích hoạt tài vận và tài lộc. Tranh cá chép phú quý nên treo hướng nào hợp phong thủy? Các loại tranh cá thì nên treo hướng đông, đông nam và hướng bắc là tốt nhất, bởi những hướng đó hợp với hành thủy trong ngũ hành. Kiêng kỵ treo tranh cá ở hướng nam, tây bắc, hướng đông, bởi những hướng này khác với hành thủy sẽ mang đến những điều không may mắn. Tranh hoa sen. Bản tính bất nhiễm của sen được ghi lại trong kinh Phật. Sen sống trong đất bùn hôi tanh nhưng vẫn nảy mầm và kiên cường phát triển, không bị lây nhiễm bởi các xấu xung quanh. Sen tỏa hương thơm ngát làm đẹp cho đời, cánh sen mềm mại tạo cho ta cảm giác dễ chịu, nhẹ nhàng và rất đỗi bình yên. Từ phẩm chất này, tranh treo tường hoa sen cho ta sự giác ngộ. Nếu tâm thanh tịnh như phẩm chất của hoa sen thì mỗi chúng ta đều không sợ vướng phải lo âu và những điều phiền não. Tranh treo tường hoa sen, hình ảnh nhân sinh. Sen sinh ra trong bùn lầy cũng giống như người lao động nghèo khổ thấp bé trong xã hội. Do thiếu tri thức và kỹ năng sống nên khó có thể vươn lên khỏi mặt đất mà ngạo nghễ với đời. Tuy nhiên thì khi sen đã vươn lên cao, mọc thẳng trước bão tố, phong ba thì rễ sen vẫn chôn sâu dưới bùn. Điều này nói lên sự tôn trọng nguồn cội, gốc rễ của chính mình. Treo tranh hoa sen trong nhà cũng là cách giúp để nhắc nhớ tổ tiên ông bà. Dù cuộc sống có thay đổi nhưng nguồn gốc thì không bao giờ được quên. Tranh hoa sen kiên nhẫn đợi thời cơ. Ít ai biết được rằng để được nảy mầm và vươn mình cao lớn, hoa sen đã nằm lâu trong bùn đất chờ ngày hồi sinh từ phần rễ củ của năm trước. Đó chính là tính kiên nhẫn mà con người cần có, bởi dục tốc bất đạt, nhân duyên khó cầu. Kiên nhẫn chính là đức tính rất cần thiết trong cuộc sống hiện nay. Người nào có được đức tính kiên nhẫn ắt sẽ đạt được thành công, ngược lại sẽ lắm điều ngang trái, mong ước bất thành. Sinh ra với nhiều ý nghĩa cao đẹp, hoa sen từ lâu đã trở thành đề tài quan trọng trong hội họa và nghệ thuật, thể hiện sự phồn vinh, hưng thịnh, sự sinh sôi nhiều con cháu, bản chất thánh thiện của con người. Tranh treo tường hoa sen còn thể hiện nhiều ý nghĩa hơn khi kết hợp với nghệ thuật tạo hình phối màu, số lượng hoa, nổi bật với một số bộ tranh độc đáo như là tranh hoa sen, tranh sen hạ, tranh bát sen, tranh cá chép hoa sen, cửu ngư quần tụ. Mỗi bức tranh đều truyền một thông điệp sâu sắc, giúp ta cảm nhận được cuộc sống chậm rãi và tươi đẹp hơn. Trong phong thủy, tranh treo tường hoa sen có tác dụng điều hòa khí vượng, tăng cường những nguồn năng lượng tích cực, gia tăng sức khỏe. Treo tranh hoa sen còn giúp gia chủ gỡ bỏ mọi ưu phiền để tĩnh tâm, an hưởng hạnh phúc. Vậy là trong chương trình ngày hôm nay, Phong Thủy May Mắn đã chia sẻ cho các bạn những bí quyết treo tranh phong thủy đại cát đại lợi, giúp thu hút tài lộc và vận may cho gia đình, cũng như là những kiêng kỵ trong việc treo tranh phong thủy để tránh không gặp phải vận xui đáng tiếc. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình.
Nếu đây là lần đầu tiên quý vị theo dõi kênh Phong thủy may mắn của chúng tôi thì hãy bấm ngay đăng ký kênh YouTube, nhấn vào biểu tượng chuông để tiếp tục cập nhật những video mới nhất về phong thủy. Chúc cho quý vị và các bạn sẽ chọn được loại tranh phong thủy phù hợp, chiêu quý nhân thần tài về nhà để giúp cho gia đình ngày càng cát tường và thịnh vượng.